Tập 15. Em là Tiểu Lam đã cùng anh vạch kính rượu anh hôm qua đó. Tiểu Lam, Tiểu Lam, tôi nhớ ra cậu rồi. Hôm qua em còn đang hối hận vì chưa cùng anh uống thơm vào ly nữa đây, không ngờ lại gặp ở đây. Hôm nay em chủ trì, anh hãy nể mặt nha. Lam Tổng vậy mà cái xấu với anh ta vậy sao? Lam Tổng này là phú nhị đại đỉnh cấp của Hàn Thành, gia sản trong nhà cực nhiều, một tay chí trời. Lam Tổng, người ta vừa mới cùng mẹ nói cô à? Có biết anh Yên là đại ca của đại ca tôi không? Tiền của anh ấy nhiều tới mức có thể chôn sống cái nhà trẻ của cô đó biết không? Anh ta vậy mà có bối cảnh vậy sao? Vậy vừa nãy anh ta đang ban nãy anh ta thăm dò mình, sở xem thành ý của mình vậy mà không nắm bắt cơ hội. Không được, mình phải vãn hồi lại. Xin lỗi anh Yên, hiểu lầm anh rồi, tha thứ cho em được không? Rồi buộc quan hệ xin bởi chúa thành công, phản công hứa ý hàm tiệm mở nhi thành công sẽ nhận được 25 điểm cường hóa. Quên đi, có cô trẻ không hiểu chuyện, tôi đùa với cô mà thôi, đừng có để ý. Cảm ơn anh Yên, người ta yêu anh Yên nhất đó. Độ hảo cảm của tiểu mỡ nhi cộng 10, độ hảo cảm của tiểu mỡ nhi cộng 10, độ hảo cảm của tiểu mỡ nhi cộng 10, không hổ là streamer chức nghiệm. Chỉ cần có tiền, độ hảo cảm tăng nhanh như được bơm máu gà, đáng tiếc tôi sẽ không bỏ qua cho cô đơn giản như vậy đâu. Anh Yên của tôi đã tặng cho cô cũng hơn ngàn vạn rồi mà mời anh tôi uống lỗi sữa đâu nước ngồi đắng ngắt này. Anh Yên, chỗ ngày không bằng gặp ngày. Hôm nay em chủ trì, anh nhất định phải nở mặt đấy. Em biết một quán khá là ngon, chắc có thể khiến anh ẩn ý. Được thôi, được thôi, đều là anh em, nhất định tôi sẽ nở mặt cậu rồi. Anh Yên, cẩn thận, đầu đó. Ê, Lâm Tổng, Yên Tổng, đợi em, với em cùng đi. Anh Yên, có phải anh Yên chọn em rồi đúng không? Ai ra người ta biết sai rồi mà. Sao có thể, cô nghĩ nhiều rồi. Hở livestream cá mập anh ta muốn làm gì? Anh trai nào thích Vang Nhi thì đừng có quên theo dõi nhé. Không phải là anh ta muốn bạo kích. Chắc 36.